tám phẩm khuyên học lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát muốn hoàn thành bố thí Ba La Mật Đa, nên học bát nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát muốn hoàn thành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã Ba La Mật Đa, nên học bát nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát muốn biết khắp sắc, nên học bát nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát muốn biết khắp thọ tưởng hành thức, nên học bát nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát muốn biết khắp nhãn xứ, nên học bát nhã Ba La Mật Đa, Đại đại bồ tát muốn biết khắp nhĩ tĩ thể thân ý xứ nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn biết rõ sắc xứ nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn biết rõ thanh hương vị xúc pháp xứ nên học bát nhã ba la mật đa Đại Bồ Tát muốn biết rõ nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc. Cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên học bát nhã, ba la, mật đa. Đại Bồ Tát muốn biết rõ nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc. Cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra nên học bát nhã, ba la, mật đa. Đại Bồ Tát muốn biết rõ tĩ giới, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc. Cùng các thọ do tị xúc làm duyên sanh ra nên học Bát nhã Ba la mật đa, Đại Bồ Tát muốn biết rõ thiệt giới, vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc. Cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra nên học Bát nhã Ba la mật đa, Đại Bồ Tát muốn biết rõ thân giới, xúc giới thân thức giới và thân xúc. Cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra nên học Bát nhã Ba la mật đa, Đại Bồ Tát muốn biết rõ ý giới, pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra nên học bát nhã ba la mật đa Đại Bồ Tát muốn biết rõ địa giới nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn biết rõ thủy hỏa phong không thức giới nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn biết rõ thánh đế khổ nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn biết rõ thánh đế tập diệt đạo nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn biết rõ vô minh nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát muốn biết rõ hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn tham sân si nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn thân kiến giới cấm thủ nghi dục tham sân nhuế nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn tham sắc tham vô sắc vô minh mạng trạo cử nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn tất cả Triền kiết tùy miên nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn tứ thực nên học bát nhã ba la mật đa Đại Bồ Tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn bốn dòng thác phiền não nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn bốn sự ràng buộc thân bốn điên đảo nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn đoạn trừ vĩnh viễn ba lậu ba bất thiện căn nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn xa lìa mười nghiệp đạo bất thiện nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn tu hành mười nghiệp đạo thiện nên học bát nhã ba la, Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát muốn tu bốn tịnh lợi, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên học Bát Nhã. Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát muốn tu bốn niệm trụ, nên học Bát Nhã. Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát muốn tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi Thánh đạo, nên học Bát Nhã. Ba La Mật Đa Đại Bồ Tát muốn chứng đắc mười lực của Phật nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn chứng đắc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn chứng đắc sáu phép thần thông tự tại nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn chứng đắc bốn tịnh lự, bốn định vô sắc, định diệt tận, siêu việt thứ lớp, thuật nghịch tự tại nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn đối với tất cả các pháp môn đà la ni, pháp môn thiền định đều được tự tại nên học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát muốn chứng đắc đầy đủ định giác chi, định sư tử du hí, định sư tử phấn tấn, định sư tử tần thân, định sư tử khiếm khư, định kiện hành định bảo ấn định diệu nguyệt định nguyệt tràng tướng định nhất thiết pháp ấn định quán đỉnh ấn định pháp giới quyết định định quyết định tràng tướng, định kim cương dụ, định nhập nhất thiết pháp ấn, định an chủ định vương, định vương ấn, định tinh tấn lực, định đẳng dũng, định nhập nhất thiết ngôn từ quyết định, định nhập nhất thiết danh tự quyết định, định quán phương, định đà la ni ấn, định vô vong thất, định chư pháp đẳng thú hải ấn, định biến phú hư không, định tam luân thanh tịnh, định thú hướng bất thối chuyển thần thông, định khí trung dũng xuất, định tối thắng tràng tướng định thiêu chư phiền não, định hàng phục bốn ma, định đại trí tạ cử, định xuất sanh thập lực, đại bồ tát muốn chứng đắc vô lượng trong ngàn pháp môn thiền định như vậy, nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn đáp ứng đầy đủ tâm nguyện của tất cả hữu tình nên học bát nhã ba la mật đa đại bồ tát muốn hoàn thành thiện căn thủ thắng như vậy do thiện căn này vĩnh viễn chẳng đọa vào đường áp chẳng xanh vào nhà bẩn tiện chẳng rơi vào bậc thanh văn và độc giác ở bậc cao nhất của bồ tát vĩnh viễn chẳng thối đọa nên học bát nhã ba la mật đa lúc ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện thế nào gọi là bồ tát đỉnh đọa thiện hiện đáp nếu các bồ tát không có phương tiện thiện xảo mà hành sáu phép ba la mật không có phương tiện thiện xảo mà trụ pháp môn giải thoát